Thưa quý vị, nem rán vốn là món ăn truyền thống của Việt Nam nhưng đã dần được yêu thích tại nhiều quốc gia. Ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tới với một ngôi làng nhỏ ở bờ biển phía tây nước Pháp để chứng minh sự yêu thích của món ăn này ạ. Bởi đây là nơi đã cho ra đời máy cuốn nem hoàn toàn tự động. Một kỹ thuật viên người Pháp đã nghiên cứu tỉ mỉ các công đoạn cuốn nem trong các quán ăn Việt Nam tại Pháp và chế tạo ra một dòng máy trong một tiếng đồng hồ là có thể cuốn tới 2.500 chiếc nem. Phóng sự của phóng viên truyền hình Việt Nam tại Pháp. Hai bố con ông Pierre tổ chức một sự kiện nhỏ trong làng Pong Ta Vong để giới thiệu chiếc máy cuốn nem dùng bánh đa nem nhập khẩu từ Việt Nam. Vốn có nghề cơ khí, ông đã tạo dựng một công ty mua máy móc sản xuất dây chuyền cuốn nem và đã bán được hơn 90 chiếc máy. En discutant avec les Asiatiques français, enfin les Vietnamiens français. Những người châu Á, người Việt Nam ở Pháp nói với tôi rằng ông biết nghề, ông đã làm máy nọ máy kia. Vậy sao ông không làm cho chúng tôi một cái máy cuốn nem? Khi nhìn thấy nhân công cuốn nem bằng tay, với các động tác lặp đi lặp lại, tôi nghĩ có thể làm được. Từng động tác của bàn tay người cuốn nem đã được nghiên cứu tỉ mỉ, giờ được cỗ máy bắt chước, nhập từng lá bánh tráng, phun nước làm ẩm, hấp nóng bằng hơi nước. Nhân nem có thể điều chỉnh kích thước to nhỏ dài ngắn, được thả xuống lá nem đúng lúc. Rồi máy nén khí sẽ lần lượt cuốn lại thành cái nem. Một bảng điều khiển giúp tinh chỉnh từng công đoạn, tốc độ cuốn, lượng nước phun vào lá nem, kích thước nhân nem và độ chặt khi cuốn nem. Chiếc máy lớn mỗi tiếng có thể cuốn 2.500 chiếc nem, còn máy nhỏ gọn hơn thì công suất tối đa 1.000 chiếc nem một tiếng. Chiếc máy nhặt từng lá nem, vậy nên bánh đa nem phải có chất lượng đồng đều, trước tiên là không được dính vào nhau. Sau đó còn phải làm mềm lá nem, vậy nên độ dày của mọi lá nem phải nhất quán. Nếu dày mỏng khác nhau trong cùng một mẻ, thì kỹ thuật viên không thể thay đổi thông số liên tục được. Chiếc máy chỉ biết cuốn nem, thế còn nhân nem trộn thế nào là tùy người sử dụng, mỗi quán có công thức riêng. 90 chiếc máy đã bán cho các quán ăn tại Paris, nếu mỗi máy chạy hàng ngày 6 tiếng, sẽ là mỗi ngày hơn 1 triệu chiếc nem. Cái dây chuyền này của Petinov đã mang lại một cái có thể nói là đưa một cái món ăn truyền thống của Việt Nam lên sang một cái sân chơi mới. Việc tiêu chuẩn hóa các cái sản phẩm để mà có thể đạt được một cái chất lượng ổn định nhất tối đa thì đồng nghĩa với việc là có thể đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cao của các cái hệ thống phân phối bán lẻ tại Pháp và châu Âu. Thì cái việc này nó khiến cho các cái sản phẩm của chúng ta, như cụ thể ở đây là nem, tiếp cận nhiều hơn nữa tới hàng chục triệu người tiêu dùng châu Âu. Máy cuốn nem giải quyết được bài toán chi phí nhân công đắt đỏ tại Pháp. Cuốn nem bằng tay cần nhân lực. Một dây chuyền cuốn nem tự động có thể thay thế nhiều nhân công và giảm tiếp xúc giữa con người với nguyên liệu là chi tiết rất được coi trọng trong công nghiệp thực phẩm châu Âu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Finistère, Cộng hòa Pháp.